của anh Thuận ngày hôm nay là một ngày đẹp trời giữa mùa thu mà lại có ánh sáng mặt trời rất là đẹp, cho nên là anh Thuận bắt Thịnh Đào ra trình bày tường trình về thời tiết ở San Jose. Đặc biệt ở đây là một cái khu vực mà vừa có cái hồ nhân tạo lẫn những cái khung cảnh xung quanh vào mùa thu, để mình có thể phân biệt được giữa mùa thu, mùa hè, mùa đông và mùa xuân thì khí trời ở San Jose nó như thế nào. Rất là may mắn là ở San Jose thì chúng ta có đủ 4 mùa, cho nên là cái cơ thể của mình nó cũng có thể nó gọi là hòa nhập vào với thiên nhiên để có đủ cả 4 mùa. Và lúc thì trời lạnh, lúc thì trời nóng, lúc thì trời ấm, lúc thì trời gió, đủ thứ hết. Nhưng mà cuộc sống thì nó vẫn trôi và nó vẫn trôi. Và cái cuộc đời của người ta nó êm ả, thong thả hay là nó xáo trộn, tùy ở loài người hết, tùy ở cá nhân, tùy ở mỗi người. Hiện tại bây giờ thì chúng ta đang sống trong cái mùa đại dịch Covid-19. Và đồng thời nước Mỹ đang gặp một cái cảnh rất là xáo trộn. Tổng thống không ra tổng thống muốn nói gì nói sống trên cả luật pháp. Nhưng mà nếu mà mình cứ giữ cho thân tâm mình được an bình thì rồi thì cái chuyện không hay nó cũng phải trôi qua. Và hy vọng là những cái chuyện hay nó sẽ đến với đất nước Hoa Kỳ này và với thế giới, cũng như là một cộng đồng chim trời đang tụ họp ở đằng kia rất là an nhiên tự tại, không phải lo lắng tới tình hình thế sự ở Hoa Kỳ, đúng không? Tranh hay không chiến tranh, they don't care. Tôi vẫn có một cái đại cộng đồng của tôi. Và có lẽ mình cũng thỉnh thoảng nên học hỏi từ các loài động vật, các loài súc vật. Nó tồn tại được cũng có lý do chứ không phải. Phải không ạ?